Chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục đi thăm mấy cái lò cá các bạn. Thăm cái thứ hai này thì phát hiện có con cá gì nó quậy bự lắm các bạn ơi. Đây, trong cái lò này nè, để mình chúng mình dở cho các bạn xem nha. Chút đầu luôn các bạn ơi, nặng bự, tưởng nó cũng ớt à. Con cá gì đâu, mấy cái rô cái rô mà nó quậy thấy ghê luôn, rô còn bự bự không à. Hồi tưởng của cá lóc chưa, thôi đi thăm cái khác các bạn ơi, tưởng vô rồi. Hôm nay mình đi lên trên chỗ mấy cái khu đồng cỏ để mình xem có ốc len, mình bắt ốc len luôn nha các bạn. Đây nè các bạn, cái lò này hôm trước dính được con rắn nước, bữa nay dính con rắn nước nữa mà nó ngủm rồi các bạn ơi, uổng ghê luôn. Nó sình nè, còn nó kẹt lưới mà nữa, kẹt lưới là do nước ngập đó các bạn, thì do nước ngập nó mới ngủm, khá dữ luôn, giống gì vì cá mà nó ngủm nó chết nó uổng lắm. Qua để đại đi, vài bữa nó mục rồi các bạn, uổng ghê. Đây các bạn để ý cái lò này các bạn, mình dài ngay, mình dài nằm dọc có cái cây trắng ở trên, bây giờ cái lò nó nằm ngang luôn rồi các bạn. Này là dính hàng khủng rồi nè, rồi nó di chuyển nhất nè các bạn, rồi rung ở đây. Cái này hôm trước dính cặp lương ký ký lô ba nè, mình gãi với cái cây này nè các bạn, giờ nó bung ra đây luôn, cây cối mình đắp ở trên đây nó văng ra rồi. Dở lên coi con gì nha, rồi nặng rồi cũng cá lóc, rồi bữa nay có cá lóc rồi các bạn ơi, quá dữ. Vô hồi tối nè, tối trời có mưa các bạn, nó quá đã, nửa ký các bạn ơi. Cái này mới vô phóng mà cái lờ văng ra luôn mà. Quá đã luôn. Rồi, để mình bắt nó các bạn ơi. Đi lấy cái đồ nghề lại mới bắt được. Sáng mình đi thăm mấy cái lò được con cá lóc rồi các bạn, quay được một chút thì cái máy quay của mình nó có vấn đề cho nên đi về luôn, không có thăm nữa các bạn, còn mấy cái nó chưa đi thăm được. Con cá lóc cũng ngon quá nè. Thì
mình về rồi mình đi bắt ốc len với con thằng Hen, để lát mình quay cái video cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha.